Lúc luôn à. Không biết đọc thì thôi. Mày qua đi chơi. Ghen ăn cái từ thì thôi. Ghen ăn tức ở thì thôi. Người ta chơi cũng không yên. Dẫu rồi cho người ta chơi đi.
Em nhận có ai không nào con đi. Ừ thì kể mẹ tao. Thank you.
Thank you.
đúng rồi. Mình đi làm nè.